cho mình hỏi hiện tại giấy chứng minh đang bị nợ xấu FE 2014, giờ mình cầm căn cước đi mua trả góp được không bạn ơi? Mong bạn rep. Thật sự á, nợ xấu mà mình không trả, không biết là bạn này đã trả cái nợ xấu này chưa? Nếu mà theo cái ý của bạn này hỏi thì Ngọc nghĩ là chắc bạn là chưa có trả đâu. Thì khi mà các bạn trả cái khoản nợ xấu vào thời điểm 2014 đó, khi mà các bạn thanh toán xong thì mới có cơ hội xóa. Nếu mà 2014 đó bạn trả thì có thể là mình đã xóa lâu rồi. Còn 2014 mà mình còn nợ xấu tới thời điểm hiện tại mà đã lên căn cước công dân đó mọi người, thì nó có hai loại, đó là căn cước công dân chưa gắn chip và căn cước công dân đã gắn chip. Căn cước công dân chưa gắn chip á, thì mình không thể tra cứu được cái số chứng minh nhân dân cũ. Còn cái căn cước công dân mà đã gắn chip thì nó sẽ có cái mã QR, cái mã QR ở phía bên tay phải của cái căn cước công dân đó, mà nay nó có màu xanh rồi đó. Thì mình có thể lấy trong cái điện thoại iPhone đó, nó có cái quét mã QR, hoặc là trong cái Zalo, hoặc là tất cả các hình thức mà mình quét được cái mã QR, nó sẽ thể hiện được cái chứng minh nhân dân cũ của mình. Ngoài ra những cái ngân hàng mà nó không tra cứu ra được cái số chứng minh nhân dân cũ đó, thường thường thì cái tỷ lệ duyệt của nó cũng sẽ thấp hơn những cái giấy tờ mà có tra cứu ra được chứng minh nhân dân cũ, tại vì nó cũng phòng những cái trường hợp rủi ro như là bạn này nói nè, là mình đã từng nợ xấu á. Ngoài ra thì những cái ngân hàng nó sẽ tra cứu theo cái kiểu nội bộ, giống như là nó tra cứu bằng số điện thoại của nó, hoặc là tra cứu bằng họ tên, bằng ngày tháng, coi thử là cái khách hàng nó đã từng góp hoặc là từng nợ bên bên công ty của họ hay chưa, thì nó cũng có nhiều cách để nó tra cứu. Còn những cái trường hợp mà mình may mắn còn gọi là may mắn, là ví dụ là mình đã được nó vô tình là nó không thấy á, có nghĩa là những cái bạn thẩm định đó, nhiều khi thì mấy cái bạn làm việc thì cũng có những cái tắc trách các kiểu, giống như là vô tình thì mấy bạn không không thấy được cái đó, thì đôi khi các bạn cũng hỗ trợ. Và những cái trường hợp mà được hỗ trợ lại, mọi người nhớ đóng cho nó đàng hoàng, đừng có để trễ, hoặc là đừng có để có nợ xấu thì suốt đời. Ngọc nghĩ là trong cái thời điểm hiện tại ở bên Việt Nam mình, nó đẩy từ cái chứng minh nhân dân lên căn cước công dân là cái thời điểm hiện tại vài năm nay á, còn chắc là không có cái chuyện mà từ căn cước lên một cái gì đó nữa, tại vì nếu mà có chắc cũng sẽ rất là lâu, nên đó căn cước công dân hiện tại là suốt đời nha mọi người. Cảm ơn mọi người.